cha. Nhờ Giao Hòa đã dầm mà gia đình đã dọn nệm ra giặt. Đâu? Cái đó gọi là con gà tây hay con công? Cái đó gọi là con gà chú tâm gọi gà tây. Gà miền Tây hả? Trời, cái bụi bẩn nó ra đầy trong phòng luôn à. Trong phòng một mớ bụi ra từ đâu vậy? Mấy cái cao su nè hả? À, kia anh kia rồi. Gia đình chúng ta mới có một con gà tây cho mọi người. Thấy không? Đó, mọi người thấy không? Để mình ra mình quay gần lại cho mọi người xem. Chiều nay có tiếp một khoai lang nữa. Ba khoai lang đâu? Tí nữa ba đi mua coi. Thấy giờ nó đang sợ, nó sợ người lắm. Không có đuôi ta, đuôi nó cục ngủng rồi, nó đang sợ mình hay sao? Rồi mọi người thấy rõ chưa, nó đang đi. Đi à. Con gà này không biết đẹp hay xấu rồi. Chắc không đẹp bằng con gà đá của mình. Gà đá của mình đẹp hơn. Cái cổ nó mắc cười, cái đầu nó nhỉnh. Nhìn nó giống mấy đứa con gái mình lùng. Nó bay rồi. Nó sợ quá, nó bay rồi, chết rồi. Nó sợ quá, nó bay nữa rồi. Nó phóng một phát lên trên. Nó phóng một cái bay mất tiêu rồi. Rồi, bye bye nha. Goodbye.